Nhằm ngăn chặn sự bùng phát lây lan của dịch bệnh COVID-19 vì sức khỏe cộng đồng, Vietnam Airlines thông báo từ ngày 15 tháng 3 các chuyến bay của hãng từ London, Anh, Paris của Pháp, Frankfurt của Đức về Việt Nam sẽ không chuyên chở hành khách. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi châu Âu vẫn được hãng phục vụ bình thường để hành khách châu Âu trở về nước. Hãng cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng để các chuyến bay ngày 14 tháng 3 từ London của Anh, Paris của Pháp và Frankfurt của Đức về Việt Nam khai thác bình thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo khẩn đến các hành khách trên chuyến bay QR970 ngày 10 tháng 3 do có một bệnh nhân có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10 tháng 3 từ Doha về Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những hành khách đã đi trên chuyến bay QR970 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Khuyến cáo này cũng được đưa ra với tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay QR970. Mọi thông tin liên quan đến những trường hợp có liên quan đến chuyến bay này, người dân liên hệ đến đường dây nóng của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0869 577 133.